Trong các nội dung trọng tâm tuyên truyền biển đảo được quân chủng Hải quân đẩy mạnh trong quá trình phối hợp với các bộ ban ngành trung ương và tỉnh thành phố ven biển, tuyên truyền chống khai thác IUU, khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định là một mảng quan trọng. Mục tiêu khai thác hải sản bền vững, giữ được nguồn lợi lâu dài và xuất khẩu đúng với giá trị có đạt được hay không phụ thuộc không nhỏ vào công tác tuyên truyền chống khai thác IUU, nâng cao nhận thức và ý thức của ngư dân trong quá trình khai thác và đánh bắt hải sản. Quá trình đi biển đường dài, thực hiện hoạt động tuần tra chung thường niên với hải quân các nước trong khu vực, các tàu thuộc vùng 5 hải quân được giao nhiệm vụ kết hợp quan sát, phát hiện, kịp thời trao đổi thông tin giữa hai bên nhằm ngăn chặn các hoạt động nghề cá bất hợp pháp. Đây là nội dung đã được đưa vào ký kết trong quy chế phối hợp tuần tra chung với hải quân các nước. Khi cơ động trên biển, tàu chuẩn bị sẵn tờ rơi, cờ tổ quốc, áo phao, tủ thuốc để trực tiếp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho bà con ngư dân. Chúng tôi tập trung tuyên truyền cho bà con ngư dân về luật biển Việt Nam, luật thủy sản và đặc biệt là chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách nhằm khắc phục lời cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống đánh bắt thủy hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tàu cá của chúng ta vi phạm với luật biển. Trước đây chúng tôi đi biển là dựa vào kinh nghiệm bản thân thôi. Thì hôm nay được tiếp xúc với các anh cán bộ chiến sĩ Hải quân vùng 5 thì chúng tôi đã biết được rất nhiều là thông tin hữu ích, biết được những vùng nào mà mình được khai thác và những vùng nào cấm khai thác. Thì chúng tôi cũng yên tâm về điều đó. Hơn 1 vạn tờ rơi, hàng nghìn lá cờ Tổ quốc, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn và nhiều đồ dùng thiết thực khác cho ngư dân đã được vùng 5 Hải quân chuẩn bị theo các chuyến tàu ra khơi để đưa đến tận tay ngư dân. Trên địa bàn được phân công quản lý, vùng 5 cũng tổ chức tuyên truyền pháp luật trên biển, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực với gần 50 buổi cho hơn 12.000 lượt người nghe. Việc duy trì thường xuyên, liên tục những hoạt động này tạo hiệu ứng tích cực và nâng cao trách nhiệm của các địa phương, các nghiệp đoàn, tổ đội khai thác. Tăng cường tuần tra ngăn chặn các hoạt động nghề cá bất hợp pháp, đồng thời đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về việc thực thi chống khai thác IUU gắn với đẩy mạnh thực hiện chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển đã và đang được quân chủng Hải quân thực hiện hiệu quả. Qua đó giúp ngư dân nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp luật, góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành và cả nước tháo gỡ thẻ vàng cho xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Diễn tập là hình thức huấn luyện cao nhất trên tất cả các mặt công tác, trong đó hoạt động công tác đảng, công tác chính trị là mặt công tác có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo diễn tập đúng ý định, đạt mục tiêu yêu cầu đề ra. Để diễn tập bắn đạn thật của các đơn vị phòng không đạt được kết quả cao nhất, cùng với chỉ thị về tổ chức diễn tập, quân chủng phòng không không quân cũng đã có hướng dẫn cụ thể các đơn vị triển khai công tác đảng, công tác chính trị nhằm tổ chức huấn luyện có hiệu quả, động viên bộ đội vững tin và quyết tâm trên các trận địa. Lễ kết nạp đảng viên ngay tại khu sinh hoạt xã ngoại trên thao trường diễn tập bắn đạn thật phòng không 2021 cho đảng viên mới Nguyễn Đức Long của sư đoàn 363. Trong suốt thời gian tại ngũ, chiến sĩ Nguyễn Văn Long đã luôn thể hiện vai trò tiền phong gương mẫu. Ở vị trí trắc thủ quan sát, Long không ngừng học hỏi tiến bộ. Và trong diễn tập lần này, Long đã cùng kíp chiến đấu hoàn thành xuất sắc bài bắn, đạt danh hiệu phân đội bắn giỏi. Vinh dự và tự hào hơn, Long được kết nạp đảng ngay tại thao trường. Rất là phấn khởi ạ. Khi được kết nạp đảng viên ạ, đặc biệt là tại kết nạp lại trường bắn ạ, tôi cảm thấy rất là vinh dự vì khi tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật và cũng được kết nạp đảng viên tại trường bắn là vinh dự của tôi cũng như đơn vị và gia đình tôi ạ. Đối với chiến sĩ Võ Xuân Vương được kết nạp đảng tại thao trường như thế này, càng thôi thúc bản thân quyết tâm rèn luyện phấn đấu để được cống hiến lâu dài trong quân đội. Tôi rất muốn đứng trong hàng ngũ của đảng nên cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của chỉ huy các cấp giao, rèn luyện. Rất vinh dự là hôm nay là được tham gia bắn đạn thật tại trường bắn T1 này.
Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện dã ngoại nhưng bộ đội phòng không được quán triệt nghiêm túc về kỷ luật trường bắn, đặc biệt là công tác phòng chống dịch. Quyết tâm bắn giỏi của bộ đội không chỉ ở khí thế tập luyện, ở những khẩu lệnh trên trận địa mà còn có đầy đủ hệ thống pano cổ động thao trường, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Là tập trung là làm công tác giáo dục cho bộ đội. Nội dung giáo dục thì tập trung là giáo dục về nhiệm vụ cho bộ đội nhận thức rõ cái ý nghĩa tầm quan trọng của nhiệm vụ năm nay. Nhận thức về tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết với các đơn vị bạn, đoàn kết với địa phương để làm sao mà trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì là bộ đội là anh em phải thân ái, thương yêu, giúp đỡ nhau, cùng nhau khắc phục khó khăn. Những phần thưởng ngay trên trận địa, những bông hoa bắn giỏi được trao tại các phân đội hỏa lực đã cho thấy sự quan tâm động viên kịp thời để bộ đội phòng không thêm phần quyết tâm phấn khởi. Việc biểu dương những pháo thủ toàn năng, những trắc thủ quan sát tốt hay những bếp nuôi quân giỏi ngay trên trận địa đã góp phần cổ vũ bộ đội kịp thời, khích lệ tinh thần hăng hái của từng cá nhân, từng bộ phận. Chúng tôi cũng chỉ đạo các cơ quan đơn vị phát động các hoạt động thi đua thành tích cao nhất trong diễn tập trên cơ sở là chất lượng huấn luyện đã được huấn luyện trong năm vừa qua và chuẩn bị tốt các nội dung thi đua gắn với thực tiễn hiệu quả của chất lượng diễn tập trên từng các nội dung cụ thể. Vật chất đảm bảo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ở tất cả các đơn vị không chỉ được chuẩn bị đầy đủ mà nội dung cũng được triển khai phong phú, thông tin về tình hình trường bắn, tình hình địa bàn được cơ quan chính trị phổ biến đầy đủ cho bộ đội qua các bản tin nội bộ. Xây dựng lòng tin, rèn luyện bản lĩnh và tâm lý cho bộ đội là điều kiện quan trọng góp phần cho diễn tập bắn đạn thật 2021 thành công và bảo đảm an toàn mọi mặt. Hôm nay, tại hai tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên, đoàn công tác đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh đã đến bàn giao tro cốt, tài sản, di vật các nạn nhân không may bị mất do COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh cho chính quyền địa phương và gia đình các nạn nhân. Tại huyện Võ Quế và huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, đoàn công tác đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ nỗi đau, mất mát lớn của các gia đình và động viên thân nhân gia đình các nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau và cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống COVID-19. Trong chiều nay, đoàn công tác sẽ đến huyện Đại Từ và Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục bàn giao tro cốt và tài sản, di vật cho chính quyền và thân nhân những người đã mất. Sau 5 tháng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị và tỉnh Quảng Bình triển khai cuộc thi tìm hiểu Võ Nguyên Giáp, đại tướng của nhân dân trên phạm vi cả nước. Đến nay, toàn quân đã có gần 80.000 bài dự thi đăng ký tham gia. Trong 2 ngày qua, Ban Thanh niên Quân đội, cơ quan thường trực cuộc thi đã tổ chức chấm sơ loại, lựa chọn 30 tác phẩm tiêu biểu nhất của tuổi trẻ quân đội gửi dự thi cấp toàn quốc. Đây đều là những tác phẩm dự thi được đầu tư công phu, thể hiện sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ quân đội đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Qua đó bồi đắp lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước trong thanh niên quân đội. Lễ tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu Võ Nguyên Giáp Đại tướng của nhân dân cấp toàn quốc sẽ được tổ chức vào dịp 22 tháng 12 năm 2021 tại tỉnh Quảng Bình, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thưa quý khán giả và các đồng chí, Quốc khánh là ngày mà người dân của mỗi quốc gia trên thế giới tạm gác công việc, lo toan hàng ngày để mừng ngày độc lập của đất nước mình. Với các học viên quân đội Lào đang học tập tại Học viện Quốc phòng, tuy phải xa gia đình trong ngày đặc biệt này, họ vẫn luôn nhận được sự quan tâm, tình cảm ấm áp từ cán bộ chiến sĩ và thầy cô trong học viện. Kỷ niệm 46 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm nay, mùng 2 tháng 12 năm 2021 là kỷ niệm đáng nhớ đối với những học viên Lào, cũng là dịp ôn lại truyền thống tự hào của dân tộc của mình. Bài hát được chọn vào cái buổi này thì là cũng là bài hát cách mạng. Đây là vừa là thể hiện cái tình đoàn kết của hai nước Lào Việt Nam và Việt Nam Lào trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Thế hệ trẻ cũng như là thế hệ sau này muốn kế tiếp cái bài học quý báu của các ông cha ta đã vun đắp và xây dựng lên. Buổi gặp mặt chào đón lễ kỷ niệm 46 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, bản thân tôi cảm thấy rất là vui mừng và được sự quan tâm của lãnh đạo ban giám đốc học viện và các thầy cô và cán bộ học viên toàn học viện quốc phòng những ngày quan trọng của chúng tôi. Và mặc dù tôi học tập xa nhà nhưng tôi vẫn cảm nhận những cái quê hương và những cái bên cạnh của bản thân của mình.
Đối với học viên Lào, cán bộ nhân viên Học viện Quốc phòng luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong quá trình học tập, nghiên cứu và sinh hoạt tại đơn vị, nhất là vào các dịp lễ Tết. Nhà trường tổ chức các hoạt động ý nghĩa để thế hệ trẻ cùng nhau ôn lại truyền thống, lịch sử quan hệ gắn bó lâu đời của hai nước. Để tổ chức tốt các buổi gặp mặt, nó tạo nên sự thân thiện, sự đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau và gần gũi giữa thầy và trò, để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của học viện cũng như là chất lượng quá trình công tác của học viên sau khi ra trường. Giao lưu thể thao cũng là một hoạt động rất được chú trọng tổ chức trong những dịp như thế này, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa xóa mọi khoảng cách. Không chỉ với những học viên đang học tập, nghiên cứu tại Học viện Quốc phòng, mà cả nghìn người dân nước bạn Lào đang học tập và công tác tại Việt Nam cũng đang cảm thấy ấm lòng khi xa nhà vào những dịp quan trọng của đất nước, bởi họ luôn nhận được biết bao tình cảm từ cán bộ, chiến sĩ và người dân Việt Nam. Sáng nay, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chủ trì hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12. Dự hội nghị có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Tháng 11, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân được triển khai toàn diện, chặt chẽ, bám sát nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng đảng bộ và tình hình thực tiễn. Nổi bật là thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm, kịp thời, chính xác. Tiến hành hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ tham gia phòng chống dịch COVID-19. Báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, kiểm tra Thường vụ Quân ủy Trung ương về lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Nhiều cuộc thi chuyên ngành được tổ chức phù hợp, hiệu quả với tình hình dịch bệnh như tổ chức thành công liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ 13, tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định, cán bộ chiến sĩ có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cơ quan Tổng cục Chính trị giữ vững ổn định, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, chấp hành nghiêm chế độ quy định và an toàn tuyệt đối. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, Đại tướng Lương Cường yêu cầu trong tháng 12 và thời gian tới, các cơ quan đơn vị trong Tổng cục tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tích cực chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương, chuyên đề và dự thảo nghị quyết của Quân ủy Trung ương về tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, trọng tâm là giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ nhất, kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 32 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 77 năm ngày truyền thống Tổng cục Chính trị. Chỉ đạo tiến hành tốt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu phòng chống dịch COVID-19, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, đồng thời tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác chính trị năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 đạt kết quả tốt. Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 70 năm chiến dịch hòa bình sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 12. Đây là thông tin tại buổi họp báo giới thiệu hội thảo khoa học chiến thắng hòa bình, thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch sử do Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên tổ chức hội thảo khoa học về sự kiện chiến dịch hòa bình cấp Bộ Quốc phòng. Hội thảo nhằm làm rõ hơn sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng, trực tiếp là Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh với sự linh hoạt, nhạy bén, nắm bắt thời cơ, quyết đoán mở chiến dịch hòa bình, tiêu diệt thực dân Pháp khi chúng tiến hành đánh chiếm khu vực hòa bình, sông Đà, đường 6. Hội thảo cũng sẽ khẳng định làm rõ hơn những nét đặc sắc, độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo và điều hành chiến tranh của Trung ương Đảng, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh trong chiến dịch hòa bình, sự phát triển của nghệ thuật quân sự, vai trò, đóng góp của lực lượng vũ trang và nhân dân trên mặt trận chính diện cũng như mặt trận sau lưng địch trong chiến dịch, đồng thời vận dụng phát huy những bài học kinh nghiệm vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tới thời điểm này, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 82 bài báo cáo, tham luận và 4 ý kiến của nhân chứng lịch sử. Hội thảo sẽ được tổ chức trực tuyến tại 13 điểm cầu, trong đó điểm cầu chính được tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy Hòa Bình.
Sáng nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài để kịp thời đưa ra các giải pháp hiệu quả hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ này thời gian tới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 30 điểm cầu tại các địa phương ven biển. Sau khi Ủy ban châu Âu cảnh báo thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam vào năm 2017, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương, các cấp, ngành, các lực lượng, tình hình vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ việc tàu cá Việt Nam vi phạm đã giảm. Từ đầu năm 2021 đến nay, số vụ vi phạm còn 35 vụ trên 53 tàu. Đặc biệt trong tháng cao điểm từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 vừa qua, số vụ vi phạm đã giảm so với các tháng trước, chỉ còn một vụ xử lý một tàu cá. Bên cạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh tuyên truyền, thì việc tuần tra kiểm soát quản lý phương tiện xử lý vi phạm cũng đóng vai trò quyết định đến hiệu quả của nhiệm vụ ngăn chặn tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài. Trong thời gian cao điểm, Bộ đội Biên phòng đã tổ chức tuần tra kiểm soát gần 3.350 lượt trên các biển, sông, vịnh, bãi ngang, làm thủ tục xuất nhập bến, kiểm tra kiểm soát cho khoảng 75.610 lượt tàu cá, qua đó phát hiện xử lý và tham mưu địa phương xử lý vi phạm hành chính 185 vụ với 217 phương tiện. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân ở các địa phương, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 vừa phối hợp với Ban dân vận tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức thăm tặng quà kết hợp tuyên truyền cho bà con ngư dân huyện Quảng Trạch. Vùng Cảnh sát Biển 1 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tặng 50 suất quà trị giá mỗi suất 1 triệu đồng, tặng 100 lá cờ Tổ quốc, phát tờ rơi tuyên truyền, khẩu trang y tế và chai cồn sát khuẩn cho ngư dân. Tại khu trú đậu tàu thuyền nghề cá Cửa Ròn, lực lượng chức năng đã phối hợp tuyên truyền pháp luật cho ngư dân về neo đậu tại đây, đặc biệt là tập trung tuyên truyền về nội dung chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, gọi tắt là IUU.